Tour cực hot hè này bạn ơi chỉ với 11.990.000 bạn đã có ngay hành trình khám phá ba nước Singapore, Indonesia và Malaysia bao gồm vé máy bay khứ hồi bao gồm 20kg hành lý ký gửi và 7kg hành lý xách tay, khách sạn 4 sao tiêu chuẩn quốc tế, tàu cao tốc đi thẳng từ Singapore đến Malaysia. Đến với Singapore, bạn sẽ được thỏa sức vui chơi tại đảo Sentosa, check-in Universal Studio, tận mắt chiêm ngưỡng biểu tượng sư tử biển và nhà hát cỏ sầu riêng. Tiếp đến, đảo Batam, Indonesia sẽ là một thiên đường rực nắng với màu nước biển trong xanh cùng bãi cát trắng. Chưa hết, tại đất nước Hồi giáo Malaysia, bạn sẽ được vui chơi giải trí tại Cao Nguyên Genting, quần thể nghỉ resort casino nổi tiếng thế giới, tham quan động Batu, phố cổ Malacca và tòa nhà Twin Tower, niềm tự hào của người dân Malaysia. Hãy cùng iVivo khám phá những trải nghiệm thú vị này ngay bạn nhé!